Đó, đậu không? Đậu. Đậu không? Đậu ơi. Đậu không? Hỏi mày đậu không? Tối ngày cũng đậu. Tối ngày nó có một tiếng vụ nhậu. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Các bạn thấy mình có mấy cái chậu nè, mới lục ra nè các bạn. Còn được ba cái, một cái chậu ống với lại hai cái chậu mà chữ nhật nữa các bạn. Cái cao có thấp ha. Để mình bây giờ mình nghiên cứu các bạn, đi ra ngoài. Ngoài kia kìa. Mình trồng ba cái cây chỗ đó các bạn. Khế ha, để bây giờ tìm cái khế vô mấy chậu được không. Đây này là linh sam nữa, mà linh sam mình mới vô nước chay à, bột nổ nó quá trời luôn à. Mới vô nước dây à, này nay mai mình làm giao lưu bạn ha. Nhậu không kìa, nhậu ăn vũ nhậu không nữa đó. Đây các bạn, cái này sâm hương đó các bạn. Sâm hương mới dâm á. Đây mình có mấy cái khế nè các bạn. Nè. Khế cũng được hầu như là bữa hôm mua nhiêu cây quên, hầu như chục cây các bạn. Nè. Mình mua chục cây về mình định nuôi cho nó lớn mà từ bữa giờ chưa đem ra trồng nữa. Mà bữa nay mình để mình nghiên cứu. Mình lấy vô cái cây nào mình nghiên cứu để mình trồng cho các bạn xem coi. Cái này rễ quá trời nữa các bạn ha. Này đi. Này nè. Cái này ha. Cái đó rễ nhiều quá, em bước qua đây coi. Cái bữa mua về mà không có trồng được các bạn. Bỏ đây nó lá gì nữa. Nó vàng chạch hết trơn. Ha. Không có vô phân con ta luôn. Bỏ nằm đây lắm lâu. Chắc ăn xuống đất thôi mà. Em lấy cái này đi, này bự mà ha. Kiếm thêm cây đó đi, kiếm thêm cây nào mình đổ được các bạn, đổ treo đi cho nó vô trong đổ vô trong cái gì đó, cái chậu ống đó các bạn ha. Nghiên cứu cái nào đổ được ta, như cái này. Cái này nó gọn gọn cái rễ nè, mình cho nó xuống. Có thể cái này được nè. Hoặc là cái này cũng được nữa các bạn. Nhưng mà nó hơi nhỏ. Thằng này cũng được, này cho đổ treo được. Nói chung mấy cây này đều được các bạn. Nhưng mà mình thấy cái này có thể hay nè. Nè, các bạn thấy nó ăn xuống đất nè. Hai cây ha. Để em cầm hai cây này vô nghiên cứu rồi nó sao. Chào không? Hả? Nhậu. Nhậu không? Nhậu không? Không nhậu tao làm à. Ờ à, tao làm mày đừng rủ nhậu nữa nha. Tối ngày nó cũng nhậu không à. Nó học bắt chước ai cái câu nhậu không nữa. Nhậu không? Hả? Tao hỏi nói hoài con câu nhậu không nữa. Nhậu không? Tao hỏi mày nhậu không? Mày nói à. Nó mới tập tành này, tành nói các bạn ra nó lúc nói sùm lúc không nói. Thôi. Để bây giờ mình nghiên cứu này coi. Lượm hai cái. Đó, nhậu không nữa đó. Nhậu không? Đó, các bạn nghe nó nhậu không không? Tao không rảnh với mày. Không bắt làm mà nó lại tao rủ mày không chịu nhậu ha. Rồi tao bắt làm mày rủ mà tao đập mày với mày. Coi mày rủ mấy con sáo vô chơi đi ha. Đó, nhậu không? Nhậu không? Ê trời, làm rủ nhậu hoài sao sao làm nổi bạn. Mấy nay bị giãn cách mà chỉ thị 16 nữa, không ăn nhậu gì hết mà nó cứ đè nó rủ hoài, ác thật chứ. Mày rủ tao ghiền nữa mày, ghiền tao nghĩ làm ăn vậy trơn anh em tao không có cái xem nè.
Đó, bây giờ mình được hai cây đó các bạn. Để mình nghiên cứu coi. Rồi, cái này là cái khâu quan trọng mà các bạn cũng khoái nè, khâu mà sổ nó ra nè. Mà lúc mình mua về tới giờ bỏ đó, nó ăn xuống đất luôn ạ. Đem về bữa giờ chắc cỡ 2 tháng rồi đó. Hơn 2 tháng chừng. Mua về mà không làm được rồi. Bỏ nó còn tại ăn xuống đất luôn mà cũng không chăm sóc nữa. Da nó vàng chạch chứ. Vàng chạch chứ rồi. Ngọn rau ăn cái nó vàng vàng vậy nè, mình trồng mình lấy ra mình sổ ra nó chắc cú hơn là cái mình vô phân nó xanh xanh đó mà. Vô phân mà đang xanh xanh là mình trồng nguy hiểm đó. Đó, cây này mình có thể vô trồng ống được nữa mà. Nè, các bạn thấy không? Cái này nè. Mình có thể mình cho cái này nó rớt rớt vô cái đổ cái ống gì nữa mà. Nha. Nha, bây giờ trong đây nó còn dài lắm ơi. Cái cây khế này thì cái người ta trồng là người ta quấn từ cái tôi quấn rễ từ cái con nữa bạn ha. Này có vỏ đậu nè ha, bạn thấy cái vỏ đậu nó hiệu quả không, cái rễ nó sẽ ăn bám theo vỏ đậu luôn. Rất là tốt ha. Đó, thành ra đợt này thì mình trồng cây mình có bỏ thêm miếng vỏ đậu nó cũng tốt mà. Gửi nó vô cho mày nè. Chà, cái bộ rễ này như nó hở quá, xem đưa nó vô cái chậu đây ta. Mày khó vô luôn bạn ơi. Ở trên này nhìn nó có nhiêu đây nè. Mà xuống dưới thì nó cả đóng luôn. Cái này là do ổng quấn rễ mấy lần rồi nè các bạn. Cái này là đã lộ lên mình thấy nè, còn này nằm dưới mình thấy nó nằm tới đây nè. Bự ra vậy nữa mà. Làm sao mà vô cái chỗ ổng này. Chế là coi sao nè. Chà, cái này hơi khó ha. Cái này là cái rễ quái. Đúng quái luôn mà. Giờ để mình cắt bỏ cái trên này cho nó. Cái này đừng héo cây ha. Út ao vậy đó con nồng. Cái lúc nó nhậu không nữa các bạn. Nhậu không? Cái lúc nó nhậu không đi hết trơn mà. Cái cây khế này mình rã đồ món là ngon nữa các bạn. Cắt ra được một rễ, một cây, bên đây một cây nữa. Cắt ra mấy cây luôn á. Nhưng mà để mình nghiên cứu. Cứu cái này cái không nhậu không, nó nói nhậu không giết là mình cũng tay em làm hết được luôn mà. Đó bạn thấy, nếu mà cái cây này mình chơi được đổ keo hoặc là mình chơi chậu vuông một cũng được. Cây này mình thấy có cái chùm hay các bạn, chùm cho cái rễ nó bám qua chùm nè thì nó mới độc đáo nè. Nhưng mà cái này là mình không có, là mình có cái này luôn cho nên ta bám vô chùm mà hay luôn đó, khoét lỗ chùm ha, vô đây gì không hay nè, dở nè, còn chỗ nào quên nó không, hai bộ rễ rời ra nữa bạn. Ông này ông bẻ cái ông nuôi sao mà cái bộ rễ khế thì cũng độc đáo rồi nha. Này cần nên học hỏi nè. Bữa nào mình lại nghiên cứu mình học hỏi không, ví dụ này các bạn. Được không? Độc đáo không? Cái này chắc đưa lên chậu này thì cũng hay nữa. Rồi. Lên chậu này thì hay đó mà. Ha. Hay hơn là lên chậu ống. Đó, độc đáo vậy đó. Giờ sổ ra mới biết nè, ha. Nó giống như là cái gì, cái con gì hay gì. Con quái vật gì đâu. Đó, bây giờ để mình nghiên cứu có thể mình vô cái chậu này các bạn ơi, chứ chậu ống chắc không được rồi. Ha. Đó, bây giờ
cho nó nằm cao lên gì có thể được. Cái khế này thì là cái khế hộp, thành ra nếu mà muốn có trái nó thì nó còn lâu các bạn, bởi vì cái này thì chắc có lẽ anh ta trồng tầm khoảng 2 năm thôi ha, tương tự con lên tầm khoảng 2 năm, mà nếu mình muốn cho cái cây này có trái thì nó tầm khoảng 2 năm nữa, khế từ 3-4 năm nó không có trái các bạn. Thành ra cái cây này thì chút nữa mình dự định là mình trồng nó vô xong rồi mình ghép các bạn ha, chứ mình không có để có trái thì không có trái thì mình ghép cho nó có trái, ghép khế nhật cái gì đó các bạn. Đây mình có thể mình trồng vậy đó các bạn nè, họ thấy trồng gì hay nè, nếu mình để như vậy thì cũng được, để như vậy thì mình không thích lắm. Đây mình để nghiêng gì nữa bạn ha, cho bụi gậy nó cao hơn nữa, mình ở đây mình đổ xuống mình mới quánh cành bay xuống được bạn ha, cho nó không lên vậy. Rồi để mình đi trộn cái chất trộn đó đã. Cát này nó ướt quá bạn, mưa cát ướt quá trời rồi. Chỗ nằm khơi trên luôn. Cái chất trồng mà nó ướt quá nó cũng không tốt mà. Cái trồng nó phải khô. Nó đúng bài của nó mà. Nó khô queo rồi đó. Rồi bắt đầu mình bỏ ra đây mình trồng mình tưới rồi. Thì nó mới tốt các bạn. Nhưng mà bây giờ nó trời mưa nó nhẹn kìa. Mình giờ mình không còn nào khô chứ các bạn. Cái nào cũng ướt chứ. Nè thôi rồi. Ủa cái này nó sang quá. Lùi lại đây chút cũng được. Rồi một cây rồi bạn ha, cái này để nữa tí nữa mình cắt ngắn rồi mình ghép đây nè bạn, cái xác này cái mình quấn một cái nhánh bay xuống rớt xuống đây rồi xong mình dựng cái ngọn lên về trên đây các bạn ha, ngọn mình lắc cho nó vô cái chỗ cái phần giữa của cái cây này, còn cái này cho nó bay hay rớt gì đó tùy ha. Cái này cũng hay các bạn, bộ rễ là đã luôn à, quá trời cái bộ rễ luôn, hai cây nhỏ xíu mà rễ cái này đã đợi ha. Rồi còn cây nữa đó, vui nhất là khúc này, khúc sổ ra kéo đâu rồi cắt bỏ cái ngọn nữa bạn. Ao ao con nhộng nó ao ao quá bạn ơi, cái chị lo phường thì chỉ lam sùm nữa rồi ha. Bữa các bạn thì kêu mình nó nói nhiều lúc cuộc mình đăng clip lên mình hỏi các bạn có nên nói nhiều không, các bạn phản đối qua trời rồi. Thì thông qua những cái tin nhắn của các bạn đó thì mình thấy là cái lòng mà yêu mến cái kênh của mình cũng như mình đó thì nó rất là nhiều, thì ra mình cảm thấy rất là hạnh phúc các bạn, rất là vui ha. Hiện đây thì cũng cảm ơn tất cả các bạn gần xa đã ủng hộ cái kênh mình lâu ngày rồi, nghe cái tiếng nói mình nó cũng trở thành quen thuộc ha. Thành ra là mình nói mình không nói thì nói giỡn thôi các bạn, nói cho các bạn thử các bạn nói sao thôi, chứ thực sự mình vẫn nói các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì mình cảm thấy mình nói á là mình nói theo cái hiểu biết của mình, thì mình nói á, nói theo cái sự hiểu biết mà trong cái lúc mình làm nè các bạn, mình không ngoài cái đó đâu. Mình nói thường á là các bạn thấy là mình nói ở trong cái chỗ mình làm đang làm đó, mình nói theo cái cách mình biết được mình làm như vậy mình chia sẻ cho các bạn nó sẽ ra như vậy, nó sẽ đẹp như vậy, nó sẽ ngon lành như vậy. Chứ nếu mà các bạn nghĩ đi làm mà không nói thì các bạn không thể nào các bạn hiểu được. Cái này là mình cũng đã chia sẻ các bạn cũng nhiều lần rồi, thành ra khi mình nói thì mình nói nằm trong cái khuôn khổ này nè. Nhưng các bạn biết có khi thì cũng nói nhiều, nhiều khi là các bạn biết thì nó ngẫu hứng mà ha, có khi nói cái ngẫu hứng lên là nói cũng hơi nhiều thật sự. Nhưng mà cái bạn nào mà góp ý mình mà nói nhiều quá thì mình đâu quan trọng đâu
Thì khi mà cả đống cả làng anh em lu xu hết trơn la lên, nó trời ơi này ông khùng rồi, ông mát ông nói quá trời quá mình mới ớn chứ còn. Mình nói vẫn anh em vẫn còn nghe mà anh em kêu mình mấy bữa nói là cái mình nói nhỏ đó các bạn. Mình phải tăng cái tiếng lớn lên mà, nếu người ta không thích nghe thì đâu ai kêu mình nói lớn làm gì các bạn. Thành ra ý thức được vấn đề là anh em là vẫn còn tin tưởng mình, vẫn còn rất rất là muốn nghe mình nói, thành ra mình đâu có nín được rồi. Mình nín là mình bậy rồi ha, nín thì không ai chấp nhận được ha. Thành ra chẳng qua là mình lên cái clip để mình nói cho anh em nhắn tin coi sao để mình, nhưng mà không ngờ là quá luôn. Anh em là phản đối quá trời, giờ mình rất là vui các bạn ha. Thôi chị nó bỏ quần qua đi không sao. Bây giờ cái này mới quan trọng các bạn, cái này là hàng ngày mình lúc nào cũng muốn chia sẻ các bạn nè. Bây giờ cái cây này nó gì, và nếu mà cái cây này nè các bạn, để mình giải thích cây này nè, theo lúc mình tháo ra nãy giờ mình nghiên cứu á, là người ta ngày xưa người ta chỉ trồng cái bầu á, người ta cái cây cái rễ chuột của cái cây nó xuống gì nữa bạn. Nhưng mà người ta đầu tiên người ta có thể người ta bẻ ở chỗ này nè, ta bẻ ăn con, người ta bỏ người ta nhặn trong cái bầu của bạn, bầu nhỏ gì nè. Thì cái bầu đó nó xuống nó đụng rễ nè bạn, các bạn thấy nguyên cái bộ rễ này nó đụng mới dưới cái đít bầu. Cái bầu đó chắc tầm khoảng lớn bằng cái bàn tay mình như thế nào mà ha, cái size bầu này khoảng size 7, size 6 gì đó. Thì khi mà nó xuống là nó đụng xong một thời gian nó ăn rễ ra ngoài các bạn, người ta mới xé cái bầu ra, người ta mới để lên một cái bầu mà bây giờ mình lấy nè, cái bầu này nè, bạn thấy rõ ràng không? Đây là nó để nguyên cái bầu trên, bắt đầu ở đây nó xuống thêm một cái bầu nữa nè bạn, xuống bầu nữa mà không phải trong này, mình nghĩ là không phải trong này đâu, người ta mới sang vô đây các bạn, người ta mới sang người ta bỏ chất chồng vô thêm nữa, thật ra nó có hai cái tầng rễ. Cái cây này nè, nếu mà mình bây giờ mình chịu khó mình để nuôi như vậy ở trong cái bầu này một thời gian lâu cho nó ăn ra ngoài các bạn, thì ở đây nó sẽ có một tầng rễ nữa. Nó cũng lạ luôn bạn, đây xuống khớp, đây xuống khớp, nó có một cái thớt bằng ở đây. Hai cái cây này ví dụ mình làm tiểu cảnh rất là hay nữa bạn, mình phối một viên đá vô đây nữa bạn, nếu mình có một viên đá lớn mình phối vô đây làm sao cho nó bằng ở đây, mình làm cho nó thật là bằng ở đây nữa bạn. Thì chỗ đây là cái chỗ mình có thể để mình phối nhà, phối tượng nó rất là hay luôn ha. Đây nếu mà mình để lên cái mâm, bạn tưởng tượng cái này là nằm trên cái mâm này, thì cái bộ đế này nó lộ xuống hết, nó sẽ có đá bám vô, thì đây nó có một cái thớt. Thì cây này làm rất là hay luôn, nhưng mà với điều kiện là mình phải nuôi lại, mình vô đá mình nuôi lại các bạn, rồi mình làm thì cũng rất hay. Để nay mai mình coi mấy cây đó mình có thể mình làm. Còn bây giờ trước mắt cái cây này mình đã sổ ra rồi các bạn, là mình chế nó luôn. Ý của mình là bây giờ vậy đó các bạn, mình có thể mình bẻ cái bộ rễ cong rồi mình bẻ lại cho nó cong lại để mình để nghiêng luôn đó bạn, nghiêng giống như cây đó vậy đó ha. Thì bạn thấy là nó cũng ra một cái cây lạ nè, chứ thay vì mình để đứng gì cũng được nữa mà nè, bạn thấy để đứng gì á thì cái cây nó cũng lạ, mình có thể phối cảnh ở đây vẫn được mà. Nhưng mà khi mình uống cái tán này rất là khó đó bạn, các bạn cứ tưởng tượng ra khi mình uống cái tán này thì uống như thế nào, uống ra cái chật thôi đúng không, thì nó lại không thỏa mãn cái cách uống của mình nó. Nhưng mà chơi thì vẫn được, nếu mà mình để gì mình chơi vẫn được nè, để gì mình vô chắc chồng đi. Rồi sau này mình có thể mình phối một đá nhỏ đó, mình nhét ở đây cho nó cắm cục đá xuống đây, thì mình có thể mình làm cái phối cảnh ở đây vẫn được nè. Đó là một cách, còn cách nữa thì mình có thể mình bẻ xuống vậy ha, bẻ xuống vậy thì thành cái cây bay giống như cái kia nè, các bạn thấy không? Nguyên bộ đế này nó có không đây nè, nữa nó cong qua gì nữa ha, nó phá cái thế ra nó khác hơn rồi nãy đó mà ha. Thì cái này là hai cách chơi ha. Thôi bây giờ ở đây mình có cây này rồi, thì bây giờ cái cây này mình để đứng luôn bạn ha, để đứng theo cái như nãy mình nói đó, thì mấy cái rễ này mình giữ nguyên, mình chỉ cần tỉa nó hơi sạch sạch đỡ mấy cái này thôi, thì mình giữ cái bộ rễ nhỏ này đây cho nó mạnh cái cây các bạn, nó sống mạnh đi, sau này mình có thể mình xịt thuốc cho nó bung cái đám đất ở trong đây ra vẫn được nữa mà. Còn trước mắt bây giờ mình phan ha, đó cái đám này mình để ra đi cho nó lên mạnh cái cây các bạn, nhậu hông nữa kìa bạn ơi. Nhậu nó rượu nhậu hông hoài luôn đó. Quá này. Các bạn thấy khi mà mình sổ cây này ra đó, thì mình mới thấy được là cái cách trồng của cái chủ người ta trồng cây này nè bạn ha, nó là vậy đó chứ không đâu, chứ nó đâu
này, cái rễ này mình có thể mình đưa ra, mình bỏ nó vô trong để nó nở cho nó khỏi trồng chéo ha. Đó. Mỗi khi mà mình làm thì mình thường chia sẻ hết, gọi là anh em có thường nói mình là chia sẻ hết cái tâm huyết các bạn, thực chất là hết tâm huyết các bạn ơi. Tức là cái người người ta lên người ta chia sẻ thì với một cái cách là không có tâm huyết các bạn. Mình thì tâm huyết có nghĩa là mình làm sao mà mình muốn các bạn làm được như mình, cái điều đó gọi là tâm huyết các bạn. À, làm sao mà chia sẻ được cái, mình truyền tải được cái thông tin của mình mà các bạn có thể làm được à. À, mới quan trọng chứ mà. Nói quyên thiên rồi các bạn không làm gì được cũng như không à. Rồi. Cái này nữa là nó làm khó mình cái cách uống nữa các bạn. À, giờ thì mình đưa vô thì ngon rồi đó. Nhưng mà không biết nữa uống sao đây. Cát này nó hơi ướt mà mình mới trộn ướt quá ướt. Rồi bông hoa gì bên miệng chậu là có đủ ha, vụ này quên hoài các bạn. Đó, anh chàng nó vô từ từ. Cây này nó quái lắm nè bạn, hai cái từng rễ này nó lạ lắm mà. Lạ. Đó. Đó, mình có thể mình tìm một cục đá mình đưa vô đây quẳng được. Còn không có đá thì để gì chơi quẳng được các bạn. Để ngày mai mình có hết dịch đó mình có thể mình đi tầm đá các bạn ơi. Mình biết một cái chỗ đá rất là nhiều rồi, đó mình có mua mình đem về Phú Quốc các bạn. Ở Hà Tiên á. Hà Tiên là cái chỗ mà Ba Hòn đó bạn, cái chỗ mà nhà nước người ta cho khai thác nguyên một cái núi á. Bỏ nguyên một cái đồi núi luôn các bạn để làm xi măng Hà Tiên đó. Thành ra đó người ta lấy cái đá tay mèo rất là nhiều, đá vôi đó bạn. Mỗi năm đó mình có xuống đó thì đá nhiều lắm. Để ngày mai mình có thể là hết dịch á, mình xuống đó đó mình tầm cái đá đó, đó đem về mình có thể mình chơi và mình làm giao lưu các bạn luôn. Hiện nay thì mình thấy trên mạng anh em ta cũng bán nhiều các bạn, bán đá tay mèo cũng nhiều quá. Ta về ta bán, người ta chọn ra tự nhiên ta bán các bạn. Đó, nay mai thì mình có thể mình làm cái đó cho giao lưu cho các bạn. Chứ ở đây mà các bạn biết ở Sài Gòn thì mình ra chỗ Thành Thái đó các bạn. Ra chỗ Thành Thái mà nấu dài đó. Nó cũng có các bạn. Nhưng mà giá rất là mắc. Nó bán ký các bạn ơi, 10.000 mấy ngàn một ký, các bạn tưởng tượng đá mà bán ký. Mà dòng cái đá đó nó nặng như quỷ luôn á. Bạn thấy một cục mấy trăm ngàn ha, cục cỡ quá lớn nữa bạn, biết nhiêu ký à, cao cao dài dài đó. Đó rồi, đơn giản gì được các bạn, mình xịt nước cho ha, rồi xong cái mình ghép luôn, cái này ghép luôn nha các bạn. Đó, mình mới đi vô trong nhà mình cắt mấy cái bo mấy cái khế nhật các bạn, nãy đi mà không có quay phim cho bạn xem. Hồi đó mình có mua mấy cái nhật mà nhỏ nhỏ giống vậy nè, chính xác là ba lớn hay luôn nè bạn. Đó mình mua về là người ta ghép quá lớn nè, rồi cái mình bỏ đại đất các bạn, bữa nay nó bự lắm mà nó bằng cỡ cổ tay mình đó, nhánh quá trời luôn. Mình lấy mình cắt ra lấy bo nó mình ghép ở đây. Tí nữa kia mình ghép vô đây cho các bạn xem. Còn bây giờ các bạn mình tưới cái này xong xong mình lấy bông mình quấn luôn à, quấn cứng vô rễ này luôn nè. Đó, sau này từ từ nó sẽ mà chốc ra sao ha, chứ mình không đợi lộ nó đâu, tính kính luôn, phải bông quấn kính lại luôn các bạn. Rồi bây giờ để mình dùng cái bo khế nữa bạn. Cái này là khế nhật rồi, lên tốt quá nó giàu lóng, khế nhật thường thường nó nhánh nó nhạt nhạt không các bạn ha. Giờ để mình nghiên cứu coi. Bự quá sao ghép cái đây đó. Này khó nữa bạn. Ha. Nó nhỏ này thôi. Ha. Cái khế này thì mình nghe anh em chia sẻ là ghép nó rất là dễ dính mà.
nhưng mà não giờ là nó thiệt các bạn, là mình chưa có ghép khế luôn á. Hả, nhộng nó cười rồi. Nhộng nó cười bạn, nói là não giờ chưa ghép khế nó cười rồi. Thật ra là không biết cái tỷ lệ sống sao ha, mình thấy nó hên xui đây nè. Đó, để bây giờ mình ghép cái đợt này mình kinh nghiệm coi. Nãy giờ mình chưa từng ghép luôn á, lần đầu tiên luôn á ha. Chà, cái này ghép cho đây, chắc lẽ mình có thể mình cắt ngắn rồi nhậu hông nữa kìa, tao đang làm nha mày. Đó, mình cắt ngắn để nó đâm ra hai cái bo để mình uống bo lên bo xuống rồi. Ha, mình cho nó ra ngoài lấy hai cái mắt thôi, chứ mình không nên lấy dài ha. Thì cũng cậy thôi bạn ơi ha, cậy cái vỏ thôi. Không biết các bạn có ghép khế chưa thì các bạn có thể góp ý thêm cho mình ha. Đó, mình thì thường mình ghép cái kiểu này các bạn. Đây, cắt cái bò ngắn ngủng không cần dài mà ha. Cái cách ghép quyền thoại luôn rồi. Đó, ghép cái gì cũng chơi kiểu này chẳng hạn, nhưng mà không biết cái này chưa ghép phần nào, không biết đây sao đây hình xui không đấy. Được không nhộng? Nhộng ơi, nó ghét lắm, thằng trả lời luôn. Nó có cơn các bạn ơi. La mày sầm chừng, mày chọc quế tao mày. Mày nhậu gì? Nãy tao rủ mày nhậu đi mày không chịu nhậu. Giờ tao làm cái mày rủ tao nhậu. Ghê kỳ quá. Rồi, băng keo lại là xong ha. Cái này mình nó hai ba mắt vậy nữa bạn. Rồi vậy đi ha, một cây. Tí nữa mình lấy cái bông mình quắn lại luôn các bạn ha. Rồi cái này thì cũng như cái kia thôi. Rồi mình ghép xong luôn các bạn ơi. À, nè bò nó nè các bạn, bò nó thì mình lấy cũng ngon, mình đóng ba mắt ha, bên đây thì cũng ba mắt luôn ha. Không biết thì, nó làm sao nữa, nó lên thì mình kinh nghiệm mình chia sẻ bạn sao. Này mình cũng nói thật với bạn là nãy lần đầu tiên ghép khế luôn á. Cái khế không biết như năm mà không ghép các bạn. Thường thấy người ta ghép khế Nhật này vô nè, mình thì thường bứng cái khế bự về trồng để có trái luôn, mình cũng không có ghép. Đó thì cái khế này thì mình nhổ lên thì lũi rồi. Mà thấy là cái rễ cám của nó vẫn còn, thành ra mình ghép luôn thì mình nghĩ chắc nó cũng không sao bạn ha. Rồi cái cây này cũng vậy, nhưng mà với điều kiện là bây giờ tốt hơn các bạn. Đây, một đống bông quyền thoại luôn các bạn. Ha, cái gì đi theo mình cũng thành quyền thoại hết luôn rồi. Bông bạch thiết các bạn. Mua nguyên cuộn á, xem về mình có thể mình xé mỏng đó bạn, mình thể mình xé mỏng ra ha. Đó, rồi mình cứ thế mà mình quấn thôi. Thì nó bám vô chắc lắm các bạn, gòn này nè, bông này nè ha, nó bám vô cứng nhắc luôn á. Mình đừng có cho nó lộ cái bộ rễ ra bạn, bộ rễ này là mình nên quấn lại nè, chứ mình cho nó lộ ra tiêu các bạn ha, không gấp đâu. Đó, quấn lại gì đi, nó xấu một tí cũng sao bạn ha, đừng nên khoe nó ra tiêu ạ ha.
làm nhân tạo các bạn. Xịt nước vô, mình xịt nước vô cái nó bám vô cái nhắt luôn mà. Mình lưu ý là cái mắt ghép các bạn, cái bo ghép á, đặc biệt là không có nước vô mà, nước vô là tiêu liền á, ha. Mấy cái bo mà nó nằm ngang ngang thế này là nước nó ưa lòn cho đây đó bạn, ha. Mình tưới á, mình để ý á, mình xịt nước mình để ý ha. Đó. Bạn thấy bông nó bám vô cái nhắt luôn ha. Đó. Giống như là mình mặc cho nó chiếc áo luôn vậy đó ha. Mà khi nó khô rồi nó cứng nha các bạn. Nó khô rồi nó cứ nhắc rồi đó. Nhưng mà lại là khi mà nó mình xịt nước cho cái nó mềm lại, nó rút nước bình thường. Đó, nó hay chỗ đó. Không cho các bạn không có lo ha. Đó. Chụm nó vô. Xé ra các bạn. Cái này nói chung thì nó cũng rẻ các bạn ha. Mình mua mấy chục ngàn ký gì đó. Ký như ra trăm mấy hả? Trăm bảy ký hả? Ký 170 ngàn các bạn ha. Mà một ký nó nhiều lắm bạn ơi. Không biết bông mà. Nhẹ như bông mà. Ký nó thì nó chỉ nhẹ hơn ký sắt các bạn ơi. Ha. Ký bông thì nhẹ hơn ký sắt. Sắt nặng cái bông. Này à, mình nhớ nó vui các bạn. Mình nhớ cái câu đố mà cái sắt chứ cái bông chính là nặng đó các bạn. Câu đố mẹo này thì mình thấy ngày xưa lúc còn nhỏ thì mình cũng dễ bị lầm mà. Ha. Bởi vì cái câu đố mẹo nó nằm ở chỗ là sắt với bông. Sắt với bông thì hai cái nó đối chống, nó đối xứng với nhau. Một ông thì nặng, một ông thì nhẹ mà. Bông thì ai cũng tưởng tượng là nó nhẹ các bạn. Sắt thì ai cũng tưởng tượng là nó nặng. Hãy nghe nó bông với sắt thì tôi nghĩ là ồ sắt thì nặng hơn chắc rồi. Nhưng mà cái câu nói, cái câu đố của người ta là một ký mà. Ký thì đâu có nào nặng nhẹ các bạn. Ha. Ký thì nó bằng nhau thôi. Chứ ngày xưa mà thời còn trẻ trâu đó. Nghe nói ký cái sắt với cái bông mà cái chắc ăn 100% là cái sắt nặng cái bông. Đó, cũng vui ha. Đó, đang làm mà các bạn thấy là nhớ lại kỷ niệm xưa kể các bạn nghe nó vui, nói này nói kia ha. Chứ làm mà đánh thinh thì thua. Chắc các bạn 3 ngày các bạn biến khỏi cơm này hết trơn. Thằng nào nó cũng ác ha. Góp ý cũng ác cho mình với các bạn là đi luôn hay gì thầy tình thôi có nhiều nó hoài rồi. Các bạn có thể ngắm lại hai cái cây mình đã làm xong rồi các bạn ha. Đó thì để ngày mai coi nó lên thì sao mà mình đem ra mình uống mình khoe với các bạn ha. Đó coi là cái cách mà mình ghép như thế này nè, nó có thành công không. Nếu nó không thành công thì mình nghiên cứu mình ghép lại cách khác các bạn ha. Rồi các bạn có cái cách nào mà ghép hay đó, bạn có thể nhắn tin đây để cho mọi người cùng nhau mà học hỏi và chia sẻ lẫn nhau ha. Rồi mình xin dừng cái video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình ha. Rồi mình xin chào và hẹn cái video tiếp theo để mình nói nhiều nữa ha.